Vâng, xin chào toàn thể anh em. Chào mừng em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi. Clip trước thì tôi có giới thiệu cho anh em vài con máy đánh bài hỗ trợ cho mình chơi bài lá rồi. Còn nay thì quay trở lại với kênh của mình thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái lựa chọn để cho anh em chơi cái bộ môn tài xỉu nha. Bộ môn tài xỉu thì chơi rất là hiệu quả với cái loại này. Chơi thì nó hỗ trợ cho mình tầm cỡ 80% nếu mà anh em không có cho chỗ anh em cho không cho đánh mặt. Nếu mà cho đánh mặt á thì anh em muốn được 100% nha. Đó, nói như vậy là anh em biết về cái sản phẩm mà hôm nay tôi muốn giới thiệu rồi đúng không? Xin giới thiệu với anh em, đây là cái bộ tài xỉu báo rung bốn mặt nha. Đây báo rung bốn mặt thôi, báo nhất nè, nhị, ngũ và lục. Với dòng chip mới năm 2024 này á thì rất là nhỏ và nhẹ, nên đó là anh em có thể thử 500 cũng được này, thử đèn LED cũng được, làm thử đèn LED là thử cho anh em này. Mặc dù là cái hộp của nó thì là có chip trong đây này, nhưng mà mình á thì mình có thể thử đèn được nè. Đây đèn trong rất là trong luôn nè, không rất là trong luôn ha. Nào, ok chưa? Đó, qua hết nha, thử đèn nó thì qua nè, và thử đây thử 500 nè. Đây đây dòng chip mới này, nó là mình sử dụng pin bằng bằng đồng, nó không hết thôi ha. Nó cũng không có cái chip của nó, cũng không có gì hết, 500 hết nè, thấy không? 500 đúng không nè? Đó đó, ok chưa? Rồi thử cho anh em nè, đó nè nè, không có hết gì hết ha. Nắp á thì anh em dùng nắp nào cũng được, mình luồn cái hộp vô cũng được à. Nắp này thì thử cho anh em này, không đây là nắp bọc chì nha, mình có thể dùng nắp thường cũng được. Đây nắp bọc chì dùng để chấm cảm ứng thôi à, tôi đã thử cho anh em này, mình có thể xuyên qua dùng dùng nắp bọc chì vẫn dùng được cái này nha. Đó, nắp bọc chì thì mình thử đèn thì đèn thui thôi chứ có gì đâu mà ha. Nắp bọc chì đây đó, anh em nào quan tâm về cái dòng nắp này thì bên cơ sở tôi vẫn có làm này. Dòng nắp này á, là chống anh em nào mà anh em có làm trường đó thì có thể lấy cái loại này về mình chơi, là có nghĩa là chống cảm ứng nó không có xuyên qua đây được là mình thể chơi được nha. Nhưng mà cái này thì nó có thể xuyên qua được nắp này luôn, nên nó làm em chơi sẽ rất ok luôn anh em, tùy theo sầm sới chỗ mình thiết kế thôi đó. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em là cái bộ tài xỉu báo rung bốn mặt đó, để cho anh em thử nha. Đây nó thử này, để chơi cái sản phẩm này cũng giống như là cái chip báo rung 6 mặt bầu cua vậy đó anh em. Mình nó thì mình chỉ cần luôn cái hộp vô là mình chơi được rồi. Bầu cua thì nó chỉ báo mặt thôi, báo bầu cua tôm cá cà nai. Còn cái này thì mặt này nó báo cũng vậy, nhất nhị ngũ lục. Nhưng mà được cái là cái này á thì mình quýnh tài xỉu mà nó báo một hộp thôi, nhưng nên nó chính vì vậy thì khả năng hỗ trợ cho mình tầm cỡ 80% đối với những cái chỗ nào mà không có cho có cho đánh mặt. Cho đánh mặt có nghĩa là những cái chỗ nào mà cho đánh mặt, ví dụ như anh em kết nhất thì anh em có thể quýnh nhất xỉu ha. Đó, những chỗ mà cho đánh mặt thì nó cho 100% rồi, còn những cái chỗ nào không cho đánh mặt á thì mình có thể mình đánh tài xỉu thì nó hỗ trợ cho mình tầm cỡ 80%. Lên nhất thì quýnh xỉu, nhị thì quýnh xỉu, lục thì quýnh tài đó, ngũ thì quýnh tài, lục tài nhất xỉu đó. Nó như vậy nó sẽ hỗ trợ cho mình chơi. Bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em vài cây để anh em cảm nhận này. Cái anh em chỉ cần lùa cái hộp này vào và cục rung này anh em giấu trong người nha. Anh em đứng quanh quanh trong cái khu vực đó thì chắc 3-4 mét gì đó vẫn được, nhưng mà anh em chơi tài xỉu chắc đâu đứng xa vậy đâu, đứng chắc gần 1-2 mét thôi. Nó bật lên này, giấu trong người nó sẽ rung, nó không có giống như rung bầu cua nha. Bầu cua thì một ngắn hai ngắn, một dài hai dài à, còn cái này á thì nó sẽ báo cho mình bật những nhịp này, một ngắn nè, hai nhịp ngắn, ba nhịp ngắn và bốn nhịp ngắn. Và đặc biệt là cái này nó báo chậm hơn cái bộ môn cái chip bao bầu cua, là có nghĩa mình lắc một xíu để tầm 3 giây thì nó mới rung đó, nên nó để cho nó cân chỉnh này kia gì đó. Nó không có giống như là bầu cua anh em lắc cái nó rung liền, còn này á thì anh em lắc thì anh em đợi phải 2 giây sau ổn định rồi thì nó sẽ mới rung. Chính vì vậy là nó rất là chuẩn xác nha. Rồi lắc thử cho anh em này, 1 cái nhịp nè. Đấy, một nhịp thì anh em quýnh nhất xỉu thôi ha, có nhất thì quýnh nhất xỉu, ok chưa? Có nhất thì nhất xỉu thì cái khả năng giành bàn thắng nó là nhất thì 100% rồi đó, còn xỉu thì tầm 80% đúng không? Dở này, này hai con kia nó lên đó, hai con nhị nữa này, nên nó là chơi sẽ chuẩn xác rồi đúng không? Đây là nhất xỉu ăn cả hai mâm luôn này, một cây này đúng không? Một nhịp nè,
hai nhịp nè, nhị này, có con nhị trong đây này, có mặt hai này. Mặt hai thì anh em quýnh nhị xỉu đúng không? À, nhị xỉu dở nhị một nhất, đây là một nè, hai nè, bốn, mất có bảy nút thôi, xỉu ăn cả hai mâm luôn đúng không? Rất là ok đó anh em ha. Rồi lát nữa nè, không rung, không rung thì anh em bỏ, không rung thì cái mặt ba mặt bốn đó mình bỏ, mình không quýnh ha, bỏ không quýnh. Này mặt ba bốn này, có mặt ba bốn hết, bán một mặt thôi đúng không? Đây là có, đây là xỉu này, coi như mình bỏ cái đó không tính ha. Một nhịp nè, hai nhịp nè, ba nhịp nè, bốn nhịp, bốn nhịp rung thì anh em quýnh lục nè, có mặt lục đúng không? Quýnh lục tài nè, kết con lục nè đúng không, và kết tài nữa là quýnh lục tài dở. Đấy, thấy không, báo rất ok đúng không? Có lục nè, báo bẻ một con thôi nha, còn hai con này lên kèm thôi đó, lục tài này đó, tài này ha, hai đó, thấy không, báo rất là chuẩn xác luôn, 16 nút ha, ăn cả hai mâm luôn á. Một nhịp nè, à một nhịp có nhất rồi, quýnh nhất xỉu nè, cỡ nào quýnh nhất xỉu, trời ba con nhất luôn, bảo à, báo rất ok đúng không, có nhất nào quýnh xỉu đó, rất là chuẩn xác đúng không? Rồi nếu nào quan tâm về cái dòng chip báo rung tài xỉu bốn mặt này thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi theo số điện thoại trên màn hình nha, 0797 91 93, tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn cho anh em nha. Chỗ anh em chơi cái hộp nào á thì cơ sở tôi sẽ làm theo cầu hộp 11 ly nè, 12 ly, 13 ly, 14 ly, nói chung là tùy theo cái sầm sới chúng mình chơi hộp nào thì có thể làm theo cầu hết. Và đặc biệt là mình có thể thử 500 được và thử đèn LED cũng ok, nên đó là chơi sẽ rất là kín đáo và an toàn nha. Anh em hãy nhanh tay liên hệ và đặt hàng. Rồi ngoài cái sản phẩm để cho anh em chơi tài xỉu này thì bên cơ sở tôi có phân phối đầy đủ hết các dụng cụ hỗ trợ cho anh em chơi luôn, từ bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa, máy đánh bài cho tới những cái loại phụ kiện máy đánh bài nha, tai nghe hay là pin tai nghe đầy đủ hết. Anh em cần cái gì thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại trên màn hình thì tôi sẽ tư vấn và sẽ trao đổi kỹ thêm cho anh em nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video, hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo nha, xin chào.